Mạnh Thường Quân là ai? Mạnh Thường Quân là một nhân vật lịch sử của Trung Quốc, tên thật là Điền Văn, con trai của Điền Anh, cháu của Tề Quy Dương. Mạnh Thường Quân là người giàu có, lại có lòng hào hiệp, thích chiêu hiền đại sĩ, giao du các nhân tài trong thiên hạ, thu nạp rất nhiều môn khách. Một hôm có một người tên là Phùng Hoang đến xin theo Mạnh Thường Quân. Ông này ăn mặc kết gước và không có tài năng gì. Mạnh Thường Quân mua hơn 3.000 thực khách nên chi phí rất lớn, bổng lộc không đủ chi dùng, phải dựa vào tiền thuê đất ở Tiết Địa. Có một năm tiền thuê đất không thu được, Mạnh Thường Quân bèn cử Phùng Hoang đi đòi. Trước khi đi, Phùng Hoang hỏi Mạnh Thường Quân: khi tôi trở về, ông có muốn tôi đem quà gì về không, thưa chủ nhân? Mạnh Thường Quân ngẫm nghĩ rồi nói: ông cứ xem ở đây thiếu thứ gì thì đem về. Phùng Hoang đến ấp Tiết mới biết năm đó bị thiên tai mùa màng thất bát, nông dân thiếu thốn đói khổ, ăn không đủ, lấy tiền đâu trả nợ. Ông bèn tập hợp mọi người lại, nhân danh Mạnh Thường Quân tuyên bố xóa hết nợ, rồi đốt hết mọi giấy tờ khế ước vay nợ. Mọi người vô cùng cảm kích trước tấm lòng hào hiệp của Mạnh Thường Quân. Phùng Hoang trở về nói lại sự thật cho Mạnh Thường Quân nghe. Mạnh Thường Quân nổi giận. Phùng Hoang nói: ông nói ở đây thiếu thứ gì thì đem về, nhưng tôi thấy ở đây chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi nhân nghĩa mà thôi. Tôi chỉ thay ông mua về hai chữ nhân nghĩa. Mạnh Thường Quân nghe vậy gắt giận nhưng chẳng biết là nói gì, phất tay áo ra đi. Mấy năm sau, Tề Vương nghe tin lời bịa đặt của hai nước Tần Sở rất lo lắng việc Mạnh Thường Quân công cao lấn chúa, uy hiếp tới cương vị của mình, bèn thu án tể tướng của Mạnh Thường Quân. Các môn khách thấy vậy đều hối đuôi nhau bỏ đi, chỉ có Phùng Hoang là ở lại. Mạnh Thường Quân đành phải cùng Phùng Hoang trở về Tiết Địa sinh sống. Dân Tiết Địa nghe tin ông trở về liền dắt già cổng trẻ ra ngoài 100 dặm để đón. Mạnh Thường Quân nhìn thấy cảnh tượng rơm rớm nước mắt, nói với Phùng Hoang: nhân nghĩa mà ông đã đem cho tôi, nay tôi thật sự cảm nhận được rồi.